Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định. Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm. Và để mà các bác chọn được một chiếc đồng hồ máy cơ phân khúc tầm trung và có những ưu điểm và có cỗ máy đời cao thì cũng phải nói là rất là khó tìm và chọn lựa. Và các bác cũng có thể cân đối cái video này để tham khảo sang một chiếc Orem mà Duy Định mua được tại thị trường Nhật nội địa với cỗ máy mang cái phong cách thiết kế của dòng Orem Symphony. Thì đối với phiên bản mang phong cách của dòng này, nó sẽ giữ được cho các bác những ưu điểm, ví dụ như một cỗ máy đời cao, một độ hoàn thiện cũng khá là ổn cho các bác trong tầm giá, và nó đơn giản, không quá cầu kỳ như những cái phiên bản Sun & Moon hay như những cái phiên bản Small Chicken hay là một số những phiên bản rất là phức tạp trên cái mặt số. Thì các bác có thể tham khảo sang cái dòng Orem Symphony, và phiên bản này sẽ có một cái tên gọi để các bác có thể tìm hiểu hay là đặt hàng, đó chính là một chiếc Orem Symphony Gen 3. Thì với cỗ máy của Orem Symphony, chúng ta sẽ có một cỗ máy trang bị 3 kim như thông thường và sẽ có một ô nỉnh ngày ở góc 3 giờ. Và mặt số trong cái chiếc này sẽ có là mặt trắng trải tia. Với hiệu ứng trải tia của dòng Symphony mang lại cho các bác cái sự phản chiếu ánh sáng rất đẹp. Và nó có cái bảng màu trắng nên tay nó cực kỳ là sang, sáng và giúp cho các bác tầm trung tuổi sở hữu chiếc này thì rất là dễ xem giờ. Với bảng mã của sản phẩm sẽ có là RN AC0F02S, mức giá retail là 28.600 yên. Chiếc này nếu mà các bác mua trong Hot Store đang có mức giá niêm yết là khoảng 5 triệu. Thì với cỗ máy các bác quan tâm tới đồng hồ Duy Định có mức giá dành cho sản phẩm là 3.800.000 dành cho cỗ máy thuộc nhà Orem Symphony. Với mức giá 3.800.000 thì các bác sẽ có những gì? Có một cỗ máy mới 100%, đầy đủ hộp sổ, máy cơ tự động, made in Japan, và sẽ có một cỗ máy có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim. Đây là một trong những cỗ máy rất là phổ thông của nhà Orem, và với mức giá này mà các bác được sở hữu cái cỗ máy F6 thì thực sự là một cỗ máy rất là đáng chơi và cũng tiết kiệm trong cái phân khúc của dòng Orem này. Và chiếc này thì mức giá là 3.800.000. Thường thì đối với Seiko hay là một số cái dòng thấp hơn, mức giá 3.800.000 thì chúng ta chưa chắc đã có cái dòng máy có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim như Symphony Gen 3. Và tuy nhiên, dòng Symphony đã đáp ứng được cho anh em là cỗ máy đời cao rồi. Đó. Thế nên là nó sẽ có giải quyết cho các bác một cái bài toán, đó chính là cỗ máy được nâng cấp. Còn lại về độ hoàn thiện, nó vẫn giữ được cho các bác với độ hoàn thiện của cỗ máy tầm trung, với bộ dây thép không gỉ, 5 mắt được đan xen với nhau. Chúng ta sẽ có hai chỉ đánh phay bóng, còn lại đánh phay trước. Thân vỏ thì cũng rất là sang trọng, được đánh phay bóng hoàn toàn, đều là thép không gỉ. Đó là phần dây, và phần khóa thì vẫn giữ một bộ khóa của hãng, khóa bấm hai bên, có logo và đánh phay trước ở mặt sau của khóa. Còn sau đây thì các bác cùng chiêm ngưỡng về cái cỗ máy của dòng Symphony với cái đầu máy là F6722. Cỗ máy có 22 chân kính và chúng ta sẽ có cỗ máy Made in Japan. Cỗ máy của chúng ta có khả năng kháng nước 5-3, thép không gỉ, Seiko Epson, đầy đủ các cái thông tin và không thua kém gì những chiếc đồng hồ phân khúc đời cao cả. Và chúng ta sẽ có một chiếc Orem mang phong cách thiết kế trang trọng và cơ bản với dòng 3 kim 1 lịch, kim kiếm gót nhọn. Và góc 12 giờ thì vẫn giữ logo dòng chữ Orem Automatic, góc 6 giờ thì sẽ là độ kháng nước của sản phẩm lên tới 5-3. Khả năng kháng nước của sản phẩm thì các bác có thể đi mưa rửa tay tắm rửa nhẹ nhàng đối với dòng sản phẩm này. Còn mặt kính của chúng ta đang trang bị là kính khoáng cứng, cũng chống xước, chống va đập nhẹ cho anh em, và độ trong trẻo trên những bộ kính khoáng phải nói là cực kỳ cao, cực kỳ trong trẻo các bác nhé, không thua kém gì những cái dòng kính sapphire cả. Tuy nhiên thì nó không được chống xước hoàn toàn và tuyệt đối như kính sapphire. Các bác đeo thì cũng giữ gìn một chút, tránh va đập. Nếu mà chúng ta cầu toàn hay là kỹ tính thì các bác có thể thay luôn sapphire ngay từ thời điểm đầu để tránh được hoàn toàn xước kính. Tuy nhiên thì Duy Định cũng khuyên các bác là cứ nên chơi một thời gian đi. Các bác chơi một vài năm, nếu mà có chẳng may chúng ta va chạm quá mạnh, có vết xước lớn thì chúng ta thay kính sau, nó sẽ ok hơn và hợp lý hơn các bác nhé. 3 giờ thì vẫn là đúng chỉnh, còn logo. Và hiện tại thì với chiếc Orem Symphony Gen 3, Duy Định đang giao lưu cùng các bác mức giá là 3.800.000 dành cho chiếc mặt trắng, và bên em có cả đủ bản màu, đủ bản màu cho dòng Symphony Gen 3. Bác quan tâm có thể liên hệ để được đặt hàng, tư vấn, hỗ trợ
phù hợp với cổ tay của mình hay không thì các bác cứ liên hệ với bên em qua số hotline là 086 214 8486 để được tư vấn và hỗ trợ. Rất cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video này. Và nếu anh em hay là các bác yêu thích, quan tâm, muốn ủng hộ Duy Định thì có thể đăng ký kênh để theo dõi những cái video một cách mới nhất và cũng cho em thêm một chút cái động lực để lên những cái video và săn sale được những cái mẫu sản phẩm hợp lý, hợp tình, thiết kế phù hợp với các bác. Cảm ơn các bác một lần nữa. Xin chào và gặp lại.